Xin chào các bạn đã trở lại kênh mình nha. Nên mình làm món cà ri cá. Ri cá. Cá với gân bò với lòng gà. Cá cà tím, đậu bắp, cà, nước dừa, cà ri và tám. Củ hành các bạn. Củ hành với tỏi với gừng. Ớt nha các bạn. Lá chiên nha các bạn, lá thơm nha các bạn. Giờ mình không nướng. Giờ mình đọc bánh bỏ vô. Hai trái cánh luôn. Một câu hành nữa các bạn. Dùng cái đũa thôi. Đũa rau ba thứ. Bột đen thứ. Phi củ hành tạo cho thơm nha các bạn. Dùm lâm chải. Gừng nha các bạn. Tỏi. Tỏi lọc vỏ. Xe nguyên vỏ. Ai muốn lột, lột cũng lột cũng được. Cho nó ăn dính vỏ luôn. Quấy nha các bạn. Ớt. Ớt the the. Giờ mình lấy cái đũa mình xào đều lên cho nó thơm nha các bạn. Thịt cho nó thơm quá rồi. Thơm rồi đó. Giảm đi. Mình bỏ lò nó gì luôn á. Cá này. Cá thịt gà. Lòng gà với chân bò luôn. Chân bò thôi, không có thịt bò. Thịt
còn nó thấm lắm rồi. Mắm thì cộng đều cho nó thấm nữa các bạn. Thôi cộng từ nãy giờ rồi, khi nó thấm rồi đó mình bỏ nước dừa vô nha. Rồi, cho nước dừa vô. Thêm cà ghi hết luôn nguyên bạc nha các bạn. Giờ mình đem gia vị chín nha. Uống cà phê nha các bạn, ngọt ngọt. Đường ngọt 2 muỗng nha các bạn, muỗng đè 2 muỗng nha, nhiều luôn. Mình cho miếng nước mắm nha, miếng nước mắm nha, cũng nhiều lắc rồi mình bỏ muối vô. Thế muối nha các bạn, muối cho mình muối tốt cho các bạn không bị bú cổ nha. Có tiêu là lắc bỏ tiêu vô rồi mình trộn đều lên nha. Để khoảng nửa tiếng nha các bạn, để khoảng nửa tiếng chín nha các bạn. Thấy nó sắc 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 xuống là chín nha các bạn. Rồi sau khi nó sôi thì mình bỏ cà bắp, cà chua với cà tím vô nha các bạn. Bỏ khoảng nửa thôi, có nhiều quá ăn hết. Cà bắp ăn kiểu nước mỏi nha các bạn. Rồi khi mình nấu nửa tiếng chín nha các bạn. Rồi mình xin dừng clip tại đây nha. Các bạn nhớ xin cho mình xin like và lượt đăng ký nha các bạn. Hẹn các bạn nha clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn nha. Các bạn mua bún với bánh mì ăn sách sảy. Rồi xin chào nha.